Sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Phượng làm ngay điều này. Từ khi ông Hoàng Cải Lương ra đi, người hâm mộ không khỏi xót xa và luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến ông Hoàng Tuồng Cổ. Mới đây, trên trang cá nhân, cháu ruột của Vũ Linh là Hồng Phượng đã đăng tải một đoạn video khi còn sinh thời. Ông luôn đùa giỡn với người cháu gọi bằng ông. Đáng chú ý, khi con gái của Hồng Phượng ôm và nói thương, thì Vũ Linh không nén được niềm hạnh phúc. Thông qua đoạn video ngắn, Hồng Phượng mong ước những khoảnh khắc này sẽ ngưng động lại mãi mãi. Người hâm mộ không thể nén nỗi đau thương và để lại bình luận: "Kỷ niệm đẹp sẽ ở mãi bên gia đình cậu Năm không bao giờ rời đi, Ruby và ông Năm thật là đáng yêu quá đi." Được biết, lúc sinh thời, cố nghệ sĩ luôn dành tình yêu thương cho cháu gái là Hồng Phượng, và khi có bé Ruby, ông Năm Vũ Linh lại càng yêu thương người cháu gọi bằng ông nhiều hơn, cầu mong chú được an yên nơi phương xa ấy. Bữa tiệc nào cũng có hồi kết, dù rất muốn mang đến cho quý vị nhiều điều hấp dẫn hơn nữa, tuy nhiên thời lượng phát sóng cũng đã kết thúc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi.